Ôi, thật tình cờ hôm nay các ngươi lại đội cái mũ giống ta, thế phải chăng là thành của các ngươi sắp là thành của ta? Ta đội trước cho quen, tại vì tí nữa đầu của nhà ngươi đo rớt xuống thì cái nón này nó còn thừa ấy mà. Ta vừa nói xong thì lãnh chúa Alexander Khôi của thành Hamad bỏ mũ ra, phải chăng là nhột? À, ta cởi mũ ra để nhìn rõ hơn các ngươi, những người ngày hôm nay phải chôn xác tại thành Braven. Đúng rồi. Ngươi nhìn rõ hai bên ta đây này, ta thì không cần phải nhìn rõ. Đây. Đấy, hai bên không thèm đội mũ che mặt luôn đây này. Ta đội vương miện Lãnh đánh nhau chúa thật luôn. là biết đùa. Hôm nay số lượng của nhà ngươi đông đó, đừng nói nhiều nữa. Vào đi. Hẹn gặp lại, see you again. Mời các đội lên vị trí ạ. À, ta nghĩ là bắt đầu vào chung được rồi đấy. Xếp đi, xếp đội hình ấy. Nào các đệ, mục tiêu của chúng ta là bắn hết tất cả những cái răng ở trên cửa thành trước. Multibill sang khu vực đối bên trái đi, vào vị trí đi. Multibill vào C1, Multibill vào C1 đã. Đang vào anh ơi, đang vào. Từ nha các chiến sĩ, mình sang bên trái, nha. Kỵ binh chạy xung quanh câu mũi tên đi. Mình sang bên trái đi, Đi vòng lên cái làng đi, vòng lên cái làng đi, lên cái dốc đi. Cái cối xay gió đúng không? Đúng rồi, cái cối xay gió ấy. Đi. Mình núp sau cối xay gió nhá, đi. Từ Trapman mình lâu thế. Từ nhá, mình thủ tí, đừng lên vội. Mình thủ tí đi. Sao thôi. Tham A tắt cờ họ vào luôn. Mình thủ tí đi. Bắn cung đi á, đừng vào vội. Mục tiêu là bắn vào mấy cái răng thôi nhá, không cần bắn người, tí nữa người chúng ta bắn sau. Cứ bắn đi. Bắn chuẩn lên một tí nha các đệ ơi, căn chỉnh đi. Ngó xem đạn cao thấp như nào, báo với nhau đi. Bắn nó chuẩn vào nào. Mấy anh em cứ giữ rồi, lỡ vào rồi thì thôi cứ giữ ở đấy đã. Dâng khiên lên đợi Grabman mua gỗ xong rồi chế thang đã. Tài ơi, mày bắn chuẩn vào. Cáo Đức Vua là cung thủ chỗ vừa bị bắn rất rát vào chỗ đội bộ binh nhá. Rồi không sao, chúng ta chưa clear được cái mép thành cho nên là nó vẫn bắn được, tí nữa nó hết chỗ đó đừng bắn ngay. Lãnh chúa ơi, có thang rồi nhá. Ok. Ê, có thang để trèo lên rồi á? Có rồi. Ok. Anh em cung thủ bên mình đâu rồi nhỉ? Đấy, đi đang dựng thang. Thủ vẫn đứng đây. Có vừa à? Ê, dựng thang ở chỗ Tavarin đi. Lên luôn đây. Anh đội. Người ta bắn nổ mất một xe của mình rồi. Anh đội ơi, bên em dựng được một thang ở chỗ Tavarin rồi này. Anh thấy rồi, nhưng mà bây giờ chưa lên, nó lên nó chém chết đấy. Tại vì thang này lên được từng người đâu, cứ từ từ ra. Vâng. Anh em ơi, từ từ đừng lên vội, đừng. Yếu lui ở sau hưu máu. Đừng lên vội nhá, anh em ơi. Em nhớ là hôm qua bảo là vỡ tường thành thì mới lên mà đúng không? Ừ, phải đợi từ từ đã, phải vỡ tường thành, bây giờ đang còn nhiều cung quá, họ bắn được đấy. Cứ bắn cung đi, cung bắn đâu rồi, cung bắn cover đi. Ba đứng sát đây. Đừng lên vội nhá. Đừng đi vậy, có thang mà chưa đi vậy. Anh em ơi, cố xây được cái thang ở bên trái thành đúng không? Bên trái thành hình như là cũng không nhiều cung lắm đâu, bên trái, ở hướng bên trái ấy. Đấy, cố lệch sang hướng bên trái tí đi. Ờ, thang chiếm bên trái, xây cả cái thang bên trái nữa anh em ơi. Di chuyển sang bên trái đi. Đội bên mình di chuyển sang bên trái đi. Chiếm ở cái đầu bên kia ấy, lâu đài bên kia ấy. Hiểu chưa? Mình phải đánh bên trái đấy anh ạ. Ừ, bên mình này như là mình bên, mình bên khác đánh. Rồi mình dựng được thang là được rồi. Bây giờ mình qua bên này đi. Đấy, mình qua chỗ bên này đi. Qua chỗ bên này đi. Ấy đấy, dựng thang để ấy đi. Dựng thang để Grabman chế đi. Bảo cái số lưng nữa kìa. Di chuyển đi. Thôi cứ dựng thang đi. Đừng cho nó bắn trúng Siba. Nhìn nhau không mặc giáp vào. Sao không dám mặc giáp vào để dễ nhìn. Siba rồi. Đây. Từ nha. Xây đi mấy anh em chặn để Siba xây đi, mấy anh em chặn hết đi. Siba đi đâu rồi? Siba mới xiên này bao giờ mới nổ. Đập đi. Để
Đập bê, đập bê, hai anh em ơi. Xong rồi lại núp nhá, đừng lên bội, đừng lên bội. Xây xong một thang rồi núp đi, đừng lên bội. Giờ chỉ cần đẩy thang là anh em pháo, lên. Pháo tập trung bỏ cửa thành đi, tập trung bắn vào cửa chính nào, tập trung bắn vào cửa chính đi. Lính ở trong cửa chính ấy. Bên kia bộ binh đẩy lên chưa để báo là đổi hướng nhá, từ từ chưa đẩy vội nhá. Nào, đổi hướng đã, bắn vào cửa chính đi đã. Tướng Trường cho ta hỏi kia, nếu như bây giờ đứng sát vào khu vực đứng sát vào tường thành ở khu vực 1 mà chưa vào cửa vội thì thì cung nó có bắn được không? Không được đúng không? Nghĩ là số 4 kỵ qua nè, tập trung số 4 nè. Rồi từ từ clear nốt đột kỵ này, mình chuẩn bị đẩy lên nhá. À Javarin với cả Multibill chuẩn bị áp sát vào cửa thành nhá, luôn ta báo thì tất cả anh em lên áp sát cửa thành nhá. Là chiều nhím tình hình ở bên trái Multibill nhà rồi. Một bên em một thang rồi anh ơi, bên em một thang rồi. Chưa được, chưa trèo lên được, từ từ đã, chưa trèo lên được để bắn xong cái trụ to này đã, bắn xong trụ to rồi mới lên được. Còn thang bên trái của thành nữa, xong dựng lên nốt đi. Còn một thang nữa. Điểm 3, điểm 3. Rapman không tiếp cận được rồi, Rapman không tiếp cận được. Ê chỗ này chuẩn bị dựng thang được rồi đấy. Bên kia lên được rồi, Bên kia lên thì dựng luôn bên cánh này lên này. Ừ, đang từ từ, bên kia chuẩn bị lên thôi. Vẫn chưa lên đâu. Chuẩn bị ơi. Ấy bên họ đang tràn lên kìa. Bên họ tràn lên kìa, bên này đang tràn lên rồi. Rapman ở bên cánh không để nó đẩy. Đội Multibill đi đến đâu rồi nhỉ? Vào được xong lên được trên chưa? Multibill dựng được thang chưa? Lên chặn lên bên trái đông lắm. Tavarin dựng thang lên đi, Multibill lên đi. Ok. Lên kìa, Tavarin vào rồi kìa. Nào, các đệ ở cửa thành chính, các đệ ở cửa khu vực A này. Dựng khiên lên rồi, từ từ đã, cứ dựng khiên ở đây đã. Chúng không làm được gì đâu, từ từ để bên ngoài này vào đã. Lên anh em ơi, lên anh Ben ơi. Lên đây anh em mình đi quẩy nhanh lên. Đất này chết trái. Cứ đi thẳng lên. Bên trái kìa, anh Ben ơi, bên trái đông kìa. Anh em đẩy luôn, bên phát đẩy luôn, cứu đẩy. Có cái binh qua bên trái nhá. Kỵ binh rút rồi. Giết kỵ nữa. Vào đi. Chết một. Vào đi. Mẹ ơi. Đi ra. Để mà sao đấy. Không cái số lùi đâu. Lên luôn. Anh em chạy xuống phía. Đã thấy cái gì? Lên đi. Anh em ơi, bổ đầu thôi. Tránh nhầm đồng đội, bổ đầu thôi. Đẩy thôi. Anh em ơi, cứu tôi. Có bỏ bên dưới nè. Kìa. Em mới không thể vô, đánh được à. Đã sẵn sàng hy sinh rồi. Hưu cái. Em tưởng là bọn mình có cái xe nát. Hưu cái.
báo cáo bộ binh chiếm được cầu, Kỵ binh nghe ta nói đây, kỵ binh anh em ở ngoài, Zekela đang ở bên ngoài, bỏ hết ở bên ngoài đi, chạy vào trong thành nhanh, kệ chúng nó, tí chúng ta phải công ngược lại. Vào hết cửa ra trong thành, vào hết cửa A, nhanh vào khu vùng 5, bỏ hết khu bên ngoài đi. Lên trên cầu thang đi. Lên đập ngựa họ kìa. Đập ngựa kìa. Cung bắn trả đi, cố lên. Đây, ngay sau lưng rồi. Đây rồi. Anh em đây hết rồi. Đây rồi. Đừng chọc. Đi hận vào. Ổ lên mấy anh em Thành ơi, đúng rồi, mù ơi. Đừng lại, binh ông lên cầu thang nhảy qua thì mới qua được thôi. Nó lủng rồi nè. Phải có kỵ binh kiểu nhảy vào để sáo. Phải có kỵ binh nhảy qua cái tường đấy. Chết rồi. Ê anh em đi hết cái đường cầu thang ở cánh nhá. Thủng rồi kia, nhảy qua rồi kìa. Đây, vào đây. Có nhảy rồi. Anh em ơi, anh em Multibell đi cổng sau đi, đừng đi cổng này. Anh em đi cái cầu thang đằng sau đi. Các huynh Multibell ơi, đi cầu thang bên này, đi theo ta, bỏ cầu thang này đi. Xuống. Cầu thang đằng sau này bên trái huynh. Cầu thang đằng sau chưa dựng lên à? Cầu thang đằng sau đây. Cầu thang là ok đấy. Trời ơi, cầu thang đằng sau. Đứng rồi, không còn đánh. Bố tạc hèn, con mẹ, vào đây, mẹ, Zoro. Kìa, mình gắn chết này. Cứu. Nó bị lộn mà bây giờ cũng phải chịu thôi. Mấy anh em ơi, về hết thành bên trái, về đội Montibel về hết bên trái đây, Ôi, cứ có cửa áp men đi. Montibel đừng công thành nữa nhá, về hết bên trái đây. Anh em là hết máu rồi, có bắp nít đây này. Bắp đi ở đâu đây hiểu? Đây, đằng sau. Đằng sau là chỗ nào? Đây. Đây là đâu? Đây, bắn đít rồi. Cũng cứ leo lên thành bên. Đây là đâu? Tôi đẹp phương đâu? Ê, mấy anh em Multibell đâu rồi? Sao lại hai có người ở thang Tevorin này? Qua bên trái đi. Qua bên trái đi, làm nhiệm vụ của anh em đi. Không được. Cùng nó bắn. Em không ở trên á để mọi người leo được thang lên. Không sao, bên mình chỉ cần che một bên thôi. Bên mình chiếm được bên cung bên kia rồi. Thang đâu rồi? Đâu rồi, súng ở đi, đập đi, nhanh đi. Một bác sĩ đang lên nha. Bác sĩ lên. Nhanh lên, đập đi. Ok, bác sĩ à? Bác sĩ. Ôi, đang cần grab man. Thịt mẹ grab man đâu ơi? Bực vã luôn thề. Grab man nội gián rồi. Siva ơi, nhanh lên Siva ơi. Khẩn trương. Ratman ơi, sao đéo mặc giáp vào để... À, không mặc được nhở? Sau đi. Ok, che đi.
Bảo vệ Grabman đây, che một hướng thôi, che một hướng bên trên kia thôi, che một hướng bên trên thôi. Bác sĩ đứng đây, bác sĩ đứng đây. Che một hướng thôi, che một hướng đây. Bác sĩ đứng kia ok rồi, bác sĩ đứng kia ok rồi. Anh em nhảy 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 che Grabman đi, che cho Grabman đi nhảy nhảy tí đi. Mồ hôi như nhím thế này. Grabman lại quên bắt búa. Có thấy búa chưa? Chết búa rồi, chết mấy lần rồi mà. Mẹ import là ra búa mà. Có một cái thùng ấy. Ở kia lấy. Không được, không được. Thôi thôi thôi. Từ từ tìm búa cho Grabman đi. Có đấy. Tìm đi có cái búa. Lấy về. Nè, đéo bịt mà. Để em đi lấy búa. Chán thật. Grabman sống rồi. Cái máy nhà rồi. Lúc nãy em đợi mãi cũng có thấy gì ở đâu. Đứng núi ra sau ông ơi. Đứng núi ra sau. Có thang đâu để cung lên đâu. Ông Grab đứng vào cái góc vuông chỗ bác sĩ kìa. Chỗ này, đây, búa này. Búa kìa. Búa từ. Ra vào góc. Búa ngay đây mà. Cho hồi máu đã, đứng vào trong. Rồi, chết rồi, đứng vào trong góc. Cho hồi máu Grabman đi, che, hồi máu Grabman đi. Búa đâu? Búa đây. Đáp dưới chân. Đáp dưới chân luôn kìa. Việc đéo cũng đến tay. Được chưa? Nửa đêm rồi mà cứ phải. Được chưa, Grabman. Nghi ngờ năng sức. Rồi, có búa rồi, đi. Nhưng mà có nguyên liệu chưa? Em mẹ đừng bảo chú nguyên liệu nhá. Đây, có búa luôn đấy. Gỗ này. Không, xe đấy là xe ấy mà. Xe đạn. À thế nhặt gỗ đi, nhanh. Xe gỗ em để thành như vai á. Nhặt gỗ đi, bỏ một gỗ vào đây đi. Ờ, chưa được à, cửa mét. Rất men thiếu gì vậy, để mọi người tìm cho. Thiếu cái gì? Hát gút. Đây, có một cái nó vừa lấy xuống đây. Hát gút đâu rồi? Đây. Cục về đây. Ở đây này. Ở đâu? Đây này. Grabman ở ngoài này. Nhìn thế này. Này, cục ngoài, cục gỗ này. Hát gút đây đấy. Ai làm Grabman được quyền mở mic nhá. Ai làm Grabman được quyền mở mic giúp bọn tôi cái. Cho vào. Cho vào xong, nhanh, cho túi lô, nhanh. Thì mới dùng được. Trời ơi. Ông này. Địp mẹ. Con phải giết mẹ đi. Đập mẹ đang Grabman đi cay vã lộn thề. Mẹ em nhanh ơi, khẩn trương đi. Đập đi. Đập đi. Bay ra. Đi pha nửa đêm rồi đấy, đi ngờ nên sinh. Mẹ à, đi mua cái búa này ngoài kia không ai chạy ra mua. Thành ra cho đập kìa. Grabman là phải đi. Đập rẻ lên. Lâu thế. Ông tự sát nó đi về mà lấy nhau đi. Lâu thế. Để hết ra đi. Nhảy lên. Đập đi. Cầm tên hát cút. Đây, ở dưới đất đây, đây bên này này. Bên này, đây. Nhanh đây. Bọn nó còn ném xuống này. Đây. Tiếp mẹ. Đây, bên này. Nhanh lên Grabman ơi, cứ đập đi, không còn tự khiên đâu, đập đi. Đập đi. Cần thêm hát quốc cho tao ấy nhặt. Nhặt cho một đống luôn đi, trời ơi. Má. Trời ơi. Đánh lên. Mong Zeka Lai đéo thấy cảnh này. Ngoài. Đánh lên mà từ nãy giờ tạm giữ chục mạng đây. Huy ngày bình thường đi làm việc với ai vậy? Thế. Mà bình thường ấy nhanh lắm mà ta C3 nhanh nhảy lắm mà. Nhanh lên đang thua ngược rồi kìa. Cố lên tôi đi bạn. Ui giời ơi, địt mẹ mày thề. Mẹ biết thế thì tao làm binh liên tục đi tôi rồi ở đây còn béo thì mẹ thề.
Đấy, chú ơi, cổng bên trái này đang có mình cần giữ à. Thôi, qua cổng bên trái đi, qua cổng bên trái đi, leo lên xong rồi vào thành đi. Anh nhỉ. Được rồi, đừng có đi vào gần người đang bắn nữa. Vào đây. Bác sĩ chạy đi sát tường xong rồi thì đi sang bên kia đi. Tên bắn vô tên cha này nè. Không phải, có cái cầu thang bên này. Go. Phải có cầu thang bên này thì đúng rồi. Bảo vệ bác sĩ. Bác sĩ đỡ đi. Bộ binh. Xin đâu. Lãnh chúa ơi, lãnh chúa có thể điều được Clash ở bên thảo khác sang được không? Linh ơi, điều cỡ men thành khác sang được không? Đây rồi. Bây giờ nếu gặp được lãnh chúa tổ hộ thì thôi nhanh lên, mình nhanh lên được mà. Anh em nào chết, đổi đi. Lên cổng trái đẩy được lãnh chúa ơi, lên cổng bên trái lúc nãy đấy, cầu bên trái. Bực hai lịt. Ủa? Vì vậy bây giờ ông nào làm Crabman đi, về quay lại làm Crabman đi, đừng để ông ấy làm nữa, ông ấy không biết làm đâu, ông ấy chưa quen. Đây, đang đổi con Crabman. Ồ, em từng C3 từ đầu từ chiều giờ ngồi chế đồ nhiều mà. Ủa? Nhưng mà ông ấy kiểu không biết kiểu cái công thành kiểu như này. Em chú ý để xem có bọn nào nó đâm lên nó giết nó sĩ không? Đệ còn một tí máu thôi. Không, ở đây thôi. Người bên kia sang bên này hồi máu đệ phát, đệ còn tí máu thôi. Khi người bên kia sang bên này hồi bình tĩnh lại, bình tĩnh. Tướng quân mở mồm thôi nhá, còn ai tắt mic đi. Nico, Doctor Nico xuống cửa chính, Doctor Nico xuống cửa chính. Chính một người. Ở trong có hang rồi, em vô đi anh em ơi, trong có hang rồi. Dạ tôi, đưa lại. Dạ tôi. Em ơi. Mình đánh ở đây thôi, mình đánh ở đây thôi. Anh ơi, trong có hang rồi nè, người ta đang lên nè. Tôi nghĩ là mình. Tôi nghĩ là bạn đều bảo Zekala lên chung một thể ấy. Người ta xây hang rồi nè, ở trong nhà xây hang rồi nè, mình vô đi. Đánh ở ngoài làm gì nữa. Lên đi, Tenamin lên đi. Rớt xuống dưới không lên được đâu. Hồi máu ta. Bây giờ này. Rớt xuống dưới đó không lên được đâu. Bác sĩ lên trên này đi. Thôi bác. Mình nhớ có crap ở đây để xây thang đi lên. Anh em di chuyển cái. Đừng có xuống nữa. Đang ở đâu ấy? Quang Hiếu. Đang trên này. Lên. Trên này là góc nào rồi? Góc nào số mấy? Thẳng cái tường đấy anh ấy. Số 3, mình đang số 3 tấn công số 6. Leo lên kiểu gì? Anh ơi, trong thành nó hổng rồi nè, vô thành đánh đi. Ok, không sao, nó đép bên ngoài thì nó vẫn phải chia người trong thành mà, hiểu không? Không sao cả, mình gây nhiễu thôi, nhiệm vụ của mình là gây nhiễu thôi mà. Anh em mình vô hết rồi kìa, lên tới tầng rồi nè. Anh em mình gây nhiễu ở bên ngoài đi, cứ gây nhiễu ở bên ngoài phía cánh trái này đi. Cứ kệ bọn họ bên trong. Đúng rồi, đấy là nhiệm vụ của anh em mình, hiểu không? Chứ không phải là anh em mình. Rồi, tụi bay đỡ đi. Hello, Marie.
Hồi máu, hồi máu. Đẩy được vô trong rồi, lãnh chúa ơi, vô sâu lắm rồi đấy. Ok, ok. Mọi người đẩy lên nhanh là được. Mọi người cho ta hồi máu cái, hồi máu của ta đã, hồi máu của ta đã. Ra thằng kia đi, ra thằng kia đi. Ra thằng kia đi, ra thằng Hà Lan Maric đi. Trời ơi, có mỗi một thằng mãi không giết được vậy. Đi 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 đi, anh em mình chiếm bên này rồi, anh em mình chiếm bên này rồi, anh em mình chiếm bên này rồi. Đi đi đi, lên lên lên. Nhanh 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 nhanh. Lên 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 lên. Ôi hết mẹ kia rồi, lấy một cái thôi. Bác sĩ hu hu với cả Trinh Muội vẫn ở trên chỗ đấy nhá, chưa lên được đâu. Đập đi, đập đi, đập đi, đập 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 đập. Đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa. Tháo cửa rồi, tháo cửa rồi. Cái PK đấy. Họ mở cửa kìa, pháo cửa. Va 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 va. Đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa. Huynh muối lùi lại đi, huynh huynh đứng ở đây là được rồi. Rồi xong, cam rồi, cung vô đây luôn. Chết này không luôn, chết này không luôn, chết này không luôn. Chết này không luôn, ta không luôn, chết này không luôn. Xíu xíu này, xíu này, xíu này. Pique ở đâu rồi? Tìm rút rút cờ. Rồi đẩy ba, đẩy ba, đẩy ba, đẩy ba. Lấy được cờ rồi người đang ở chỗ đang ở cờ đang ở trên đỉnh. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Có người ta sẽ bao đi mà. Phá cửa, phá cửa đi, phá cửa đi. Anh em phá cửa, anh em phá cửa, anh em phá cửa. Anh em phá cửa đi, anh em phá cửa đi. Đây 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 đây, mũi giữ. Bên bên kia không có cờ đúng chú ơi. Vào đây, vào đây, vào đây, đi vào đi, không đánh ngoài này, đi vào đây, đi vào đây, không đánh ngoài này, đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây không đánh ngoài này, đi vào đây, đi vào đây. Chạy lên luôn đấy lính. Tập trung nào, tập trung, quay lại, quay lại. Mau mau mau. Ê ê ê, nhặt đồ kìa, nhặt đồ. Quay lại thủ cơ anh em ơi, quay lại thủ cơ nào. Tất cả lên thủ cơ, tất cả lên. Được rồi, được rồi. Nên tháo cờ, nên tháo cờ. Phá cờ, tháo cờ đi, tháo cờ xuống, tháo cờ xuống, tháo cờ xuống đây. Vẫn còn một medic ở trong. Nên tháo cờ. Giết xong ra, giết xong ra, giết xong ra, giết thằng này đi. Chạy đi cho anh em thắng cơ. Nào anh em tập trung hết ở cửa, đừng cho xuống lên nữa. Còn đứt gì cho anh em chết đang chạy lên này. Cửa này không phải. Anh em chết chạy thẳng vào luôn, vào đấy nhặt đồ được. Sao bấm F đéo đéo tháo cơ được. Cầm lấy cờ ấy cho anh. Sao không tháo được? Cắm cờ kiểu gì? Phải cầm cái cờ theo, để cúp cờ đi. Cầm cờ rồi, ta cầm cờ rồi. Cầm cờ lên tay xong ép. Cầm cờ lên tay rồi ép không được. Cầm cờ trên tay. Không phải cái cờ ấy đâu, cái cờ khác. Cầm cờ trên tay. Cái cờ mà phát cầm á, cái cờ mà phát cầm lúc đầu á. Ôi đi, bạn đéo phải cờ này à? Cờ ba, cờ to, anh xuống, cờ to. Cờ nào, thằng nào cầm ở trên này không? KT giữ cờ đấy, KT giữ cờ đấy. Không, hình như là phát nãy phát chế 5 cái cờ y chang nhau luôn. Ôi giời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Một crack. Để chạy xuống phải chế lại cờ to hay sao ấy?
Để ta chế đi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi đừng bắn vào trong, đừng bắn vào đấy, đừng bắn vào đấy nữa. Sao đâu, cố giữ ra trận. Thôi đừng bắn vào điểm spawn, đừng bắn vào điểm spawn. Người ta lút đồ. Anh em không bắn vào điểm spawn nữa, nào. Người ta lút thì mình đánh. Anh em nghe này, anh em của Liên Quân ba quân nghe này. Dồn lên trên điểm cắm cờ, nhanh lên, dồn hết lên trên điểm đấy, điểm đấy hẹp lắm, thủ được. Dồn lên trên này, chúng ta cần thủ đã. Cung thủ lên tháp. Dồn hết lên trên tháp đi. Rồi, anh em chạm vào đây, điểm spawn họ ra rồi kìa. Đưa cờ mình cắt tay ơi, đưa cờ. Anh em ra làm một cái đội chuẩn bị chắn lại cái cửa thành bên trên đấy đi. Thả cờ ra, bấm cờ thả ra ngoài. Ghê em ơi. Cờ mình đem lên cho anh được nhanh. Không phải cờ đó anh phải. Thử hết cờ đi. Cái cờ đấy là xỉu đôi em á, Thử hết cờ. Cờ ta đang cầm á. Bán cờ, không biết là không xét được. Cái cờ em đưa cho xin muộn là của sửu đấy em. À đây, cắm được rồi. Bảo vệ ta. Hết mình vì anh em nhé. Hay quá rồi. Ta không bắn vào chỗ spawn, ta bắn vào bên trong mà. Ba mươi phần trăm. Thủ đi. Bảo vệ lãnh chúa, bảo vệ lãnh chúa. Cắm được rồi. Chỉ mắn người có đồ nhá. Mũi bị văng nha. Không sao mũi ơi. Thắng rồi, Đức ơi. Xong rồi. Dùng tay đi. Xong rồi, cặp xong rồi. Anh em ơi, lút đồ đây, xuống lút lại hết đồ cho anh em rút đây. Nhặt đồ hết đi các đệ ơi. Dọn sạch nhá các đệ ơi, không để lại một cái gì nhá. Vét đồ đi. Từ từ nhá, các đệ có ai biết kho đồ của nó để đâu không nhỉ? Kho đồ của thành này để đâu nhỉ? Đây, trong này Huynh ơi. Phải check. Ngay trên cả ba dương này. À, ta chỉ biết là ta xuống ngựa kiểu gì bây giờ. Cái xe nào đầy á, về kho của mình xong bán vô hết xong lên lại. Nhanh lên. Nhưng mà trong dương này bên quân mình cũng đang chuyển đồ ra rồi. Không, có dương cá nhân cơ, hình như là chỉ có ta mới mở được. Xuống. Lãnh chúa mới mở được. Tướng lãnh chúa mới mở được. Vô cá nhân là mở, mình đặt cái đam được lãnh chúa ơi. Đặt cái đam của mình mở rồi. Đi thẳng. Có cái cửa để lên trên. Bây giờ thấy Fraven chạy sang Haman mà mặt ông nào úp thẳng xuống gì tốt. Thôi chết mẹ rồi, ta lại bị trôi rồi. Gì nữa? Lại bị trôi rồi. Ai kéo rồi Huynh vậy? Không được, không đá được, đừng đá nữa. Trời ơi. Nhìn. Kiếm con ngựa chạy gần lại xong rồi lãnh chúa leo lên con ngựa là được. À đấy, bình thường rồi. Ngồi vào ghế là bình thường. Úi, tiền nó có 291.000. Ôi giáp này, từ lấy lừa đi lấy giáp này. Trời ơi. Hòm đồ nó để đâu ấy nhỉ? Giáp người ta dùng còn chưa hết. Xe của Tam mà. Trong cái sân vàng mà trước cửa trước cổng á. Đệ chip chạy ra cho ta ngồi thử cái ngai của bên Fraven ta xem nào. Tướng Nôn ơi, mình phải bán ở thành mình mới được đúng không? Đúng rồi, bán thành mình thì mình mới có sức. Mắc lên. Thế bán ra, làm sao để lừa lên trên này vậy? Ây à, đi lùi. Đạp tôi như thế chứ. Đi lên là được. Từ, hâu đập. Rồi, ta ngồi thử cái nhá. Mắc rồi. Bình tĩnh thôi, các con bình tĩnh thôi. Ui, hào, nhưng mà tên găm vào người hơi nhiều. Gọi đây. Braven là của chúng ta. Quân quay cho chết cơ. Mình cho sảy nhớ lắm. Nghe giống thỏa mãn thế à. Tiếp tới chúng ta mới không còn dẹp loạn thành ăn ma nữa mẹ à. Anh em sắp tới tiến về Hamas một lần nữa không nhở? Có. Dẹp sạch tàn quân nhá. Hamas thì xin cùng công có cái tiệc cùng công mừng chiến thắng của liên minh.
Nằm xuống đi. Ra phải mở tiệc.